Chương 36 Sự nhìn thấy như thật của tuệ giác Bài Pháp thuyết cho một nhóm hành giả là các cư sĩ tại Bangkok vào tháng 4 năm 1979. Hãy hành thiền bằng cách niệm thiền ngữ Bút Đô. cho đến khi nó thâm nhập sâu vào trong tâm Sitta của quý vị. Từ Bút Đô thể hiện sự tỉnh giác và trí tuệ của Đức Phật trong việc thực hành, quý vị phải nương tựa vào từ này hơn là nương tựa vào bất cứ thứ gì khác. Sự tỉnh giác mà nó mang lại sẽ giúp cho quý vị hiểu được sự thật về chính tâm của mình. Đó là nơi an trú thật sự của tâm, có nghĩa là chánh niệm và tuệ giác, cả hai đều có mặt khi quý vị niệm Buddha. Động vật hoang dã có thể có loại tỉnh giác này. Chúng có chánh niệm khi chúng đuổi theo con mồi và chuẩn bị tấn công nó. Ngay cả giả thú, một khi đã bắt được con mồi cũng cần có chánh niệm cho thật vững để giữ chặt con thú tội nghiệp đang cố dùng dãy nhằm trốn thoát cái chết. Đó cũng là một loại chánh niệm. Vì lý do này, quý vị phải có khả năng phân biệt giữa các loại chánh niệm khác nhau. Đức Phật dạy niệm thiền ngữ, bút đô như một cách để chú tâm, khi quý vị chú tâm vào một đối tượng một cách có ý thức nó sẽ thức tỉnh sự tỉnh giác đánh thức nó một khi cái biết này đã sinh khởi qua thiền tập thì quý vị có thể thấy tâm một cách rõ ràng chừng nào tâm vẫn chưa có sự tỉnh giác do bút đồ đem lại thì ngay cả khi có sự hiện diện của chánh niệm loại chánh niệm bình thường của những con người thế tục tâm cứ như thể không tỉnh thức và không có tuệ giác nó sẽ không dẫn quý vị đến những gì thật sự đem lại sự lợi lạc sati hay chánh niệm phụ thuộc vào sự hiện diện của bút đô cái biết nó phải là một cái biết rõ ràng cái biết này sẽ dẫn đến một cái tâm sáng chói hơn sự sáng chói mà cái biết rõ ràng này đem đến cho tâm cũng tương tự như việc thắp lên ngọn đèn trong một căn phòng tối hễ căn phòng còn tối đen thì bất kỳ đồ vật gì đặt trong phòng đều khó phân biệt hoặc không thể nhìn thấy vì thiếu ánh sáng nhưng khi quý vị bắt đầu dặn cho ngọn đèn trong phòng sáng lên ánh sáng tỏa ra khắp phòng sẽ giúp cho quý vị nhìn thấy mỗi lúc một rõ hơn nhờ đó mà quý vị cũng biết thêm được nhiều chi tiết hơn về bất cứ món đồ nào ở trong căn phòng quý vị cũng có thể so sánh việc rèn luyện tâm với việc dạy một đứa bé chúng ta không thể ép một đứa bé vẫn chưa học nói tích lũy kiến thức với một tốc độ quá nhanh không thuận theo tự nhiên vì đây sẽ là điều vượt quá khả năng của nó quý vị không thể quá cứng rắn với nó hoặc cố gắng giảng dạy để nó học được cho nhiều ngôn ngữ hơn cái khả năng có thể tiếp nhận trong từng lần một của nó đó là do đứa bé đơn giản không thể giữ sự chú ý của nó đủ lâu vào những gì quý vị đang nói tâm của quý vị cũng tương tự như vậy đôi khi sẽ thích hợp để quý vị tự ban cho mình những lời khen ngợi và động viên đôi khi sẽ thích hợp hơn nếu đó là một sự chỉ trích tâm cũng giống như đứa trẻ nếu quý vị la mắng nó quá thường xuyên và đối xử với nó quá căng thẳng đứa trẻ sẽ không tiến bộ đúng hướng mặc dù nó có thể có quyết tâm để làm điều ấy cho tốt nếu bạn ép nó quá mức, đứa trẻ sẽ chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi vì nó vẫn còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm và kết quả tự nhiên là nó sẽ bị mất phương hướng. Nếu quý vị đối xử như vậy với tâm của chính mình, thì điều này không phải là Samapatipaya chánh hành hay cách thực hành đưa đến sự giác ngộ. Patipaya hay thực hành là nói đến sự rèn luyện và sự hướng dẫn cho thân, khẩu và ý ở đây sư đặc biệt đề cập đến việc rèn luyện tâm đức phật dạy rằng rèn luyện tâm bao gồm việc biết cách tự dạy mình và việc đi ngược lại ý muốn của mình quý vị phải sử dụng các phương tiện thiện xảo khác nhau để dạy tâm của mình bởi vì nó liên tục bị mắc kẹt vào các tâm trạng hết chán nản rồi lại hưng phấn đây là bản chất của cái tâm chưa giác ngộ nó giống như một đứa trẻ Cha mẹ của một đứa trẻ chưa biết nói luôn sẵn sàng dạy cho con mình, bởi vì họ biết nói và kiến thức về ngôn ngữ của họ lớn hơn đứa bé rất nhiều. Cha mẹ lúc nào cũng thấy con của mình thiếu sự hiểu biết, bởi vì họ biết nhiều hơn chúng. Việc rèn luyện tâm cũng giống như vậy. Khi quý vị có sự tỉnh giác đến từ budo, tâm sẽ khôn ngoan hơn và có mức độ hiểu biết tin tưởng hơn bình thường. Sự tỉnh giác này cho phép quý vị nhìn thấy các tâm trạng của tâm cũng như thấy chính tâm. Quý vị có thể thấy trạng thái của tâm ở giữa mọi hiện tượng. Điều này có nghĩa là quý vị có thể vận dụng để đưa các kỹ thuật thiện xảo vào việc rèn luyện tâm một cách tự nhiên, cho dù quý vị đang bị mắc kẹt trong hoài nghi hay trong bất kỳ một phiền não nào khác. Quý vị sẽ thấy nó như là một hiện tượng thuộc về tâm xuất hiện trong tâm, phải được quán xét và giải quyết trong tâm. Sự tỉnh giác mà chúng ta gọi là Buddha, đó giống như cha mẹ của đứa trẻ. Cha mẹ là vị thầy của đứa trẻ, chịu trách nhiệm rèn luyện nó. Vì thế, điều hoàn toàn tự nhiên là bất cứ khi nào cha mẹ cho phép đứa trẻ đi đây đó một cách tự do, thì họ đồng thời phải canh chừng nó biết nó đang làm gì và nó đang chạy hay bò nơi đâu. Đôi khi quý vị có thể quá thông minh và có quá nhiều ý tưởng tốt. Trong việc dạy đứa trẻ, quý vị có thể nghĩ quá nhiều về điều gì là tốt nhất cho đứa trẻ. Quý vị nghĩ rằng quý vị đã có thể nghĩ ra nhiều phương pháp hơn để dạy nó. Quý vị càng làm như vậy thì đứa trẻ lại càng rời xa các mục tiêu mà quý vị muốn đạt đến. Quý vị càng cố gắng dạy nó thì khoảng cách đạt đến các mục tiêu càng trở nên xa hơn, cho đến khi nó bắt đầu thật sự đi trật đường và không phát triển đúng hướng. Trong việc rèn luyện tâm, điều quan trọng là phải vượt qua hoài nghi. Hoài nghi và không chắc chắn là những trở ngại lớn cần phải được giải quyết. Thẩm sát về ba kiết sử, thân kiến, Ditti, giới cấm thủ Silabhata Paramasa và hoài nghi Vichikicha là một cách để thoát khỏi sự dính mắc chấp thủ đã được thực hành bởi những bậc thánh Arya Pugala. Nhưng ban đầu, quý vị chỉ hiểu những phiền não này qua sách vở. Quý vị vẫn còn thiếu trí tuệ minh sát hay tuệ giác xuyên thấu vào bản chất thật sự của chúng. Thẩm sát thân kiến là cách để vượt qua cái ảo tưởng xem thân như là một tự ngã. Việc này bao gồm sự chấp thủ cho rằng thân của quý vị là một tự ngã hoặc chấp thủ vào thân của người khác cho đó là những cái ngã kiên cố. Sakayaditi hay thân kiến ám chỉ đến cái mà quý vị tự gọi nó là chính mình này đây. Nó có nghĩa là chấp trước với quan điểm cho rằng thân là một cái ngã. Quý vị phải thẩm sát quan điểm này cho đến khi quý vị đạt được một sự hiểu biết mới và có thể thấy được sự thật rằng sự chấp trước vào thân là phiền não và nó ngăn che tâm của tất cả mọi người khiến cho nó không thể đạt được cái tuệ giác thể nhập vào pháp chân lý dhamma. Vì lý do này, trong buổi lễ thọ giới trước khi làm bất cứ điều gì khác, vị thầy tế độ sẽ hướng dẫn từng giới tử những vị chuẩn bị thọ sa di giới quán xét năm đề mục thiền tóc kê sa lông loma lô móng naka răng danta và da taco chính là thông qua việc quán chiếu và thẩm sát thân mà quý vị phát triển trí tuệ minh sát để xuyên thấu vào thân kiến những bộ phận này của thân tạo cơ sở cho sự chấp thủ hình thành ngay lập tức khi quý vị vừa thoạt nhìn thấy chúng và điều này tạo nên sự ảo tưởng về một cái tự ngã cho đó là thật thân kiến quán chiếu chúng dẫn đến sự trực tiếp xem xét cái quan điểm về thân hay thân kiến và cung cấp các phương tiện mà qua đó mỗi thế hệ giới tử nam và nữ những người tiếp nhận lời hướng dẫn của vị thầy tế độ khi tham gia vào cộng đồng của người xuất gia có thể thật sự vượt qua được thân kiến nhưng ban đầu quý vị vẫn bị lừa, không có trí tuệ minh sát và do đó không thể xuyên thấu thân kiến và thấy sự thật của sự vật và các hiện tượng đúng với bản chất của chúng. Quý vị không nhìn thấy sự thật bởi vì quý vị vẫn còn có một sự chấp thủ vững chắc và kiên cố. Chính sự chấp thủ này duy trì ảo tưởng của chúng ta về một cái ngã có thật. Đức Phật dạy để chúng ta vượt qua ảo tưởng Cách để vượt qua nó là thấy rõ thân như nó thật là. Với tuệ giác xuyên thấu vào thân, quý vị chắc chắn phải thấy rằng bản chất thật sự của thân của quý vị lẫn thân của người khác, cả hai về cơ bản đều giống nhau. Không có sự khác biệt cơ bản nào giữa thân của mọi người. Thân chỉ là thân, nó không phải là một thực thể, một cái ngã của anh chị hay của họ. Tuệ giác thấy rõ xuyên thấu vào bản chất thật của thân được gọi là quán thân. Kayanupassana. Một cái thân hiện hữu, quý vị dán nhãn, đặt tên cho nó, và rồi quý vị chấp thủ và bám níu vào nó với quan điểm rằng nó là thân của quý vị, hoặc là thân của anh ấy hay cô ấy. Quý vị dính mắc vào quan điểm rằng thân này là thường hằng và nó là một cái gì đó sạch sẽ và dễ thương. Sự dính mắt này ăn sâu vào trong tâm. Đây là cách mà tâm bám níu vào thân. Thân kiến có nghĩa là quý vị vẫn kẹt trong sự hoài nghi và không chắc chắn về thân. Tuệ giác của quý vị đã không xuyên thấu hoàn toàn vào sự ảo tưởng nhìn thấy thân như một cái ngã. Chừng nào cái ảo tưởng này còn thì quý vị gọi thân là một tự ngã hoặc Atta và quý vị sẽ hiểu và giải thích toàn bộ kinh nghiệm của mình trên quan điểm rằng có một thực thể kiên cố vững chắc mà quý vị gọi là tự ngã quý vị hoàn toàn dính mắt với cách nhìn theo quy ước xem thân như là một tự ngã cho rằng rõ ràng không thể có một cách nhìn nào khác hơn tuy nhiên theo sự hiểu biết rõ ràng đúng theo sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng có nghĩa là quý vị phải nhìn thấy thân chỉ là thân. Với trí tuệ minh sát, quý vị sẽ thấy thân chỉ là thân vậy thôi và trí tuệ này đánh tan cái ảo tưởng về một cái ngã có thật. Tuệ giác nhìn thấy thân đơn thuần chỉ là thân như vậy sẽ dẫn tới sự phá tan việc dính mắt, chấp thủ, upayana bằng cách dần dần nhổ tận gốc cái ảo tưởng đó và buông bỏ nó thực hành quán chiếu thân chỉ là thân cho đến khi quý vị có thể suy nghĩ thật tự nhiên. Ồ, thân chỉ đơn thuần là thân, nó chỉ vậy thôi. Một khi cách phản tỉnh này đã được thiết lập, chỉ cần quý vị nói với chính mình rằng thân chỉ là như vậy thôi là tâm buông bỏ thân ngay lập tức. Có sự buông bỏ việc chấp thủ vào thân, có tuệ giác thấy rằng thân chỉ là thân bằng cách duy trì sự xả ly này qua việc liên tục nhìn thấy thân đơn thuần chỉ là thân mọi hoài nghi và sự không chắc chắn sẽ dần dần được nhổ tận gốc khi quý vị thẩm sát thân quý vị càng thấy rõ rằng thân chỉ là thân chứ không phải là một người một thực thể tôi hay họ thì cái thấy đó lại càng tác động vào tâm mạnh hơn nữa đưa đến sự loại bỏ đồng thời hoài nghi và sự không chắc chắn sự chấp thủ mù quáng vào các giới điều và lễ nghi silabata paramasa thể hiện trong tâm như sự lóng ngóng dò dẫm tìm kiếm bởi mục đích thật sự trong việc thực hành thiếu sự rõ ràng do sinh khởi cùng với thân kiến nên nó đồng thời cũng bị loại bỏ quý vị có thể nói rằng ba cái cùng hay ba kiết sử hoài nghi giới cấm thủ và thân kiến không thể tách ra khỏi nhau và thậm chí cả ba thứ này chỉ là một. một khi quý vị đã nhìn thấy mối quan hệ này một cách rõ ràng, thì khi một trong ba kiết sử, chẳng hạn như hoài nghi, sinh khởi, và nếu quý vị có thể buông bỏ nó qua sự trao dồi tuệ quán, thì hai kiết sử còn lại sẽ tự động bị loại bỏ cùng một lúc. chúng cùng nhau đang bị dập tắt cùng với sự buông bỏ hoài nghi, quý vị sẽ buông bỏ luôn thân kiến và sự chấp thủ mù quáng vào các giới điều và lễ nghi. Đó chính là nguyên nhân khiến quý vị phải lóng ngóng, mò mẫm tìm kiếm con đường thực hành, cũng như không có ý định rõ ràng trước các phương pháp thực hành khác nhau. Quý vị thấy mỗi kiết sử như là một phần của toàn bộ sự dính mắt, chấp thủ của quý vị về một cái ngã có thật, và cái thấy này sẽ được loại bỏ Quý vị phải thẩm sát thân tới lui và chia chẻ nó thành các bộ phận cấu thành của nó. Khi quý vị thấy mỗi bộ phận như nó thật là nhận thức về thân như là một thực thể kiên cố hoặc như một tự ngã sẽ bị bào mòn dần đi. Quý vị phải tiếp tục nỗ lực thẩm sát liên tục vào sự thật này và không ngừng quan sát theo cách như vậy. Hành thiền trên một đối tượng để làm an tịnh tâm là một khía cạnh khác của sự tu tập phát triển tâm dẫn đến tuệ giác rõ ràng hơn và sâu sắc hơn. Tâm an tịnh là một cái tâm vững chắc và ổn định trong định an chỉ, Samadhi. Đây có thể là Khanika Samadhi, sát na định, cận định, Upachara Samadhi, hoặc trạng thái nhập định, Appana Samadhi mức độ tập trung được xác định căn cứ trên việc thanh lọc ý thức từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác khi quý vị rèn luyện tâm để duy trì sự tỉnh giác trên một đề mục thiền trong định sát na khanika samadhi tâm gom lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nó an tịnh trong định samadhi nhưng chỉ gom lại trong khoảnh khắc và rồi ngay lập tức rút ra khỏi trạng thái an bình đó khi sự tập trung trở nên vi tế hơn trong tiến trình hành thiền, ở mỗi mức định khác nhau cho dù đó là định sát na, khanika, cận định, upachara hay nhập định, appana, nhiều đặc điểm tương đồng của một cái tâm vắng lặng sẽ được kinh nghiệm trong mỗi mức định riêng biệt của nó. Do vậy, mỗi mức định được mô tả như là một bậc của thiền Samadhi. Tại mỗi mức định, tâm đều an tĩnh nhưng bề sâu của định thay đổi và bản chất của cái trạng thái tâm an bình được kinh nghiệm cũng khác nhau ở một mức định nào đó chẳng hạn tâm vẫn còn bị dao động và có thể phóng đi nhưng nó chỉ tới lui trong cái phạm vi của trạng thái tập trung của nó nó không bị mắc kẹt vào những sinh hoạt dẫn tới sự khích động và làm cho tâm bị phân tán sự tỉnh giác của quý vị có thể chạy theo một đối tượng thiện của tâm trong chốc lát, trước khi quay về để gom tụ lại tại một điểm tĩnh lặng, nơi tâm sẽ trú vào đó trong một khoảng thời gian. Quý vị có thể so sánh kinh nghiệm của sát na định, khanika samadhi với hoạt động thể dục như đi dạo đâu đó. Quý vị có thể đi bộ một lúc trước khi dừng lại để nghỉ chân, và sau khi đã nghỉ ngơi xong, quý vị bắt đầu đi tiếp cho tới khi dừng lại để nghỉ chân một lần nữa. Mặc dù quý vị tạm ngưng cuộc hành trình theo định kỳ để dừng chân và nghỉ ngơi, mỗi lần ngừng lại như vậy là một sự hoàn toàn tĩnh lặng, cho dẫu chỉ là sự tĩnh lặng tạm thời của thân. Sau một khoảng thời gian ngắn, quý vị phải bắt đầu di chuyển để tiếp tục cuộc hành trình. Đây là những gì xảy ra trong tâm vì nó cũng kinh nghiệm một mức độ tập trung như vậy nếu quý vị hành thiền tập trung vào một đề mục nhằm an tịnh tâm và đạt đến một mức an tịnh nào đó tại mức an tịnh này tâm đã trở nên vững chắc trong samadhi tuy nhiên vẫn có một số dao động tâm xảy ra thì mức độ an tịnh này được gọi là cận định upachara samadhi trong upachara samadhi tâm vẫn có thể đi loanh quanh dao động này diễn ra trong một số giới hạn nhất định và tâm không vượt qua giới hạn này phạm vi mà tâm có thể đi tới đi lui trong đó được xác định bởi sự vững chắc và ổn định của sự tập trung kinh nghiệm này giống như thể quý vị luân phiên thay đổi từ trạng thái an tịnh sang một số sinh hoạt nào đó của tâm tâm an tịnh trong một khoảng thời gian và nó hoạt động trong thời gian còn lại trong hoạt động đó vẫn còn một mức độ an tịnh nào đó, đồng thời sự tập trung vẫn còn, nhưng tâm trí không hoàn toàn đứng yên hoặc không dao động. Nó vẫn còn suy nghĩ một chút và phóng tới phóng lui. Trường hợp này cũng giống như quý vị đi lòng vòng bên trong nhà của quý vị. Quý vị đi lang thang trong phạm vi tập trung của quý vị mà không mất đi sự tỉnh giác và không đi ra ngoài trời quý vị không đi lạc ra khỏi đề mục thiền sự dao động của tâm vẫn nằm trong phạm vi của những trạng thái tâm thiện kusala nó không bị mắc kẹt vào sự vọng động dựa trên những trạng thái tâm bất thiện akusala mọi suy nghĩ đều là suy nghĩ thiện một khi tâm đã an tịnh nó nhất định phải kinh nghiệm các trạng thái tâm thiện từng khoảnh khắc một trong suốt thời gian tập trung tâm chỉ kinh nghiệm các trạng thái tâm thiện và theo định kỳ gom tụ lại để cuối cùng trở nên hoàn toàn đứng yên và hợp nhất với đề mục của nó. Vì vậy, tâm vẫn còn kinh nghiệm một số dao động xoay quanh đề mục của nó. Nó có thể vẫn còn phóng đi, nó có thể đi loanh quanh trong phạm vi được phân định bởi mức độ tập trung, nhưng sự dao động này không gây ra một sự thiệt hại thật sự nào cả bởi vì tâm đã an tịnh trong Samadhi. Đây là cách mà sự tu tập tâm tiến triển trong tiến trình thực hành. Trong trạng thái nhập định, Appana Samadhi, tâm an tịnh và đứng yên ở mức độ vi tế và thuần thục nhất của nó. Ngay cả khi quý vị kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng từ bên ngoài, chẳng hạn như âm thanh và cảm giác trên thân, những đối tượng này vẫn cứ ở bên ngoài và không thể làm phiền tâm quý vị có thể nghe một âm thanh nhưng nó sẽ không làm phân tán sự định tâm của quý vị có sự nghe âm thanh xảy ra nhưng về mặt kinh nghiệm thì như thể quý vị không nghe thấy bất cứ điều gì có nhận thức về sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng tuy nhiên quý vị cứ như thể không hay biết gì cả đây là do quý vị đã buông bỏ tâm buông bỏ một cách tự động. Sự tập trung sâu và vững chắc đến nỗi quý vị buông bỏ sự dính mắt, chấp thủ vào những sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng một cách hoàn toàn tự nhiên. Tâm có thể chìm sâu vào trạng thái này trong thời gian dài. Sau khi đã trụ vào bên trong một khoảng thời gian thích hợp, thì tâm rút ra khỏi trạng thái đó. Thỉnh thoảng khi quý vị đang rút khỏi một mức định sâu như vậy thì một tâm ảnh về một khía cạnh nào đó của thân của chính quý vị có thể xuất hiện nó có thể là một tâm ảnh hiển thị bản chất không hấp dẫn của thân của chính quý vị sinh khởi vào trong ý thức khi tâm rút ra khỏi trạng thái vi tế hình ảnh của thân xuất hiện nổi lên từ bên trong tâm và mở rộng ra bất kỳ khía cạnh nào của thân đều có thể xuất hiện như một tâm ảnh và lấp đầy con mắt của tâm tại điểm đó hình ảnh xuất hiện theo cách như vậy rất rõ ràng và không thể nhầm lẫn quý vị phải thật sự kinh nghiệm một sự vắng lặng rất thâm sâu thì những hình ảnh này mới sinh khởi quý vị nhìn thấy chúng hoàn toàn rõ ràng mặc dù quý vị đang nhắm mắt nếu quý vị mở mắt quý vị không thể nhìn thấy chúng nhưng với đôi mắt nhắm lại và tâm chìm vào samadhi quý vị có thể thấy những hình ảnh đó rõ ràng như thể nhìn thấy chúng với đôi mắt mở quý vị thậm chí có thể kinh nghiệm từ đầu tới đuôi một dòng ý thức trong đó từng khoảnh khắc một sự nhận thức của tâm được gắn vào những hình ảnh cho thấy bản chất không hấp dẫn của thân sự xuất hiện của những hình ảnh như vậy trong một cái tâm an tịnh có thể làm cơ sở cho trí tuệ minh sát xuyên thấu vào bản chất vô thường của thân, cũng như minh sát vào bản chất không hấp dẫn, bất tịnh và không đáng được yêu thích của nó, hoặc minh sát vào sự hoàn toàn không có một cái ngã nào là có thật hoặc có thực chất gì cả. Khi những kiến thức đặc biệt này sinh khởi, chúng sẽ tạo cơ sở cho sự thẩm sát thiện xảo và cho sự phát triển của trí tuệ minh sát quý vị mang theo loại tuệ giác này ngay bên trong tâm của quý vị khi quý vị thực hành như thế này mỗi lúc càng nhiều hơn nó sẽ trở thành nhân cho minh sát trí tự sinh khởi đôi khi quý vị chuyển sự chú ý của quý vị sang quán thân bất tịnh asuba hình ảnh của các mặt không hấp dẫn khác nhau của thân có thể hiện ra trong tâm một cách tự động những hình ảnh này rõ ràng hơn bất kỳ hình ảnh nào quý vị có thể dùng trí tưởng tượng của mình để gợi lên và chúng dẫn đến một loại tuệ giác đạt được từ sự thâm nhập sâu hơn vào bản chất của thân chứ không phải là cái kiến thức đến từ loại suy nghĩ lan man thông thường. Loại tuệ giác thấy rõ bản chất của thân đúng theo sự thật này tác động mạnh vào tâm đến mức nó khiến cho sinh hoạt của tâm ngừng lại và tiếp theo đó là sự kinh nghiệm một trạng thái thản nhiên, bình lặng, sâu sắc. Lý do tại sao tuệ giác này lại rõ ràng và xuyên thấu như vậy là do nó bắt nguồn từ một cái tâm hoàn toàn an bình. Thẩm sát từ bên trong một trạng thái tĩnh lặng sẽ đưa quý vị đến trí tuệ minh sát mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Tâm trở nên an bình hơn khi nó càng bị thu hút nhiều hơn vào sự quán chiếu. Tuệ giác càng trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn thì tâm càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong với sự thẩm sát của nó được liên tục hỗ trợ bởi sự tĩnh lặng của Samadhi. Đây là những gì mà sự thực hành các đề mục thiền Kamathana liên quan đến. Thẩm sát thân liên tục theo cách này sẽ giúp quý vị lặp đi lặp lại sự buông bỏ và cuối cùng phá bỏ sự chấp thủ vào thân kiến nó chấm dứt tất cả những sự hoài nghi và không chắc chắn còn dư sót về cái đống thịt mà chúng ta gọi là thân này và giúp buông bỏ sự chấp thủ mù quáng với các giới điều và lễ nghi